ngày tận thế. Nước Pháp, châu Âu, những năm 1618-1619. Cái chết đen lần này thật đáng sợ. Tôi không thể ngờ khi quay trở lại, thành phố sầm uất của chúng ta lại giống như đang tận thế thế này. Dịch bệnh hoành hành không chừa một ai. Các bác sĩ lần lượt bỏ nghề hoặc chuyển dần sang thu gom xác bệnh nhân thuê. Cả thành phố có lẽ chỉ còn lại vài bác sĩ, y tá tận tâm không màng sống chết mà thôi. Con ơi, tỉnh lại đi con trai. Mẹ sẽ đi xin đồ ăn cho con. Con đừng ngủ, đừng nhắm mắt, đừng bỏ lại mẹ. Mọi người đi qua, ai đó xin hãy cứu lấy con tôi. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Quý bà làm ơn cho tôi xin một cái bánh nhỏ. Con trai tôi bị bệnh nặng, đã 2 ngày nay nó chưa được ăn gì cả. Cô cầm lấy đi. Tạ ơn bà, tạ ơn bà. Bà ơi, mình về thôi. Tội nghiệp họ quá, ta thật không kìm lòng được. Bà có nhìn kỹ người phụ nữ đó không? Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu lộ rõ, khắp người còn lở loét. Chị ta đã bị đậu mùa ở mức nặng nhất, cơ thể đã xuất huyết và rất dễ lây cho người khác. Mình về thôi bà. Đến bao giờ thì đại dịch này mới kết thúc hả anh Charlie Delorme? Đã có đến 400.000 người châu Âu phải bỏ mạng rồi. Chừng nào bệnh nhân ý thức được độ lây lan thì mới mong con số ấy không tiếp tục tăng nữa. Còn bây giờ á, tôi chỉ biết là những bác sĩ, y tá như chúng ta phải có nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc những bệnh nhân dù bệnh đậu mùa có nguy hiểm đến thế nào đi nữa. Xem kìa, hai người kia mặc trang phục quý tộc, còn không có đám tùy tùng đi theo. Họ là bác sĩ đó. Đúng rồi, lũ bác sĩ ăn hại không chữa trị được bệnh đậu mùa. Phải đuổi hết lũ bác sĩ này đi. Anh Charlie Delorme, chuyện này là sao? Chạy ngay đi, bây giờ không phải lúc chúng ta thắc mắc đâu. Đồ bác sĩ vô dụng, y tá vô dụng, hộ lý vô dụng. Chết đi. Bọn chúng đâu rồi? Vừa mới chạy phía trước cơ mà. Còn lạ gì nữa, từ khi có bọn bác sĩ, bệnh nhân chết ngày càng nhiều hơn, nên mỗi lần chúng ta truy đuổi bọn họ, bọn họ chạy như chạy tà vậy. Thì ra họ đánh bác sĩ vì không ai đủ sức cứu người bệnh. Nhưng họ đâu biết căn bệnh này làm gì có thuốc chữa cơ chứ. Chúng ta chỉ có thể giúp họ giảm bớt những cơn đau và duy trì sức đề kháng mà thôi. Không phải họ không biết đâu, họ biết rằng khi mắc bệnh, sống chết sẽ là do số phận, nên cần bác sĩ hay không đối với họ không quan trọng nữa. Thậm chí nhiều người còn mặc định bác sĩ là sứ giả của thần chết. Khi nhìn thấy bác sĩ cũng là lúc họ phải đi gặp tử thần. Họ đáng thương hơn đáng giận. Có lẽ những bác sĩ không nên mặc trang phục này nữa, để những bệnh nhân không ác cảm với chúng ta. Cô nói đúng, từ mai chúng ta cứ mặc trang phục như người bình thường mà thôi. Ta cảm thấy như đang bị sốt, đau lưng, toàn thân thì ê ẩm. Hay là bà đã bị lây đậu mùa từ người đàn bà trên phố rồi, phải làm sao đây? Chắc là không sao đâu, để ta nghỉ ngơi một lúc xem có đỡ hơn không. Để tôi đi gọi bác sĩ riêng của bà đến. Bác sĩ, may quá ông ở nhà. Mấy hôm trước đi ra ngoài, hình như bà chủ của tôi đã bị lây đậu mùa từ một người lạ. Phiền ông đến khám cho bà ấy. Cô có làm sao không? Tôi đến tìm bác sĩ, nhưng
Nhưng ông ấy, ông ấy... Có chuyện gì vậy? Chúng tôi sẽ đi cùng cô. Thì ra ông vừa trải qua cơn bão bệnh đậu mùa. Không may là ông ấy bị lây từ các bệnh nhân trong quá trình chữa trị. Chỉ là những vết sẹo trên mặt ông ấy đang hình thành mà thôi. Cô đừng sợ. Vừa rồi, sau đợt khám bệnh ở quận Tây, tôi và hai đồng nghiệp nữa cùng bị bệnh nhân hành hung. Họ túm lấy đánh chúng tôi và liên tục rủa xả. Có thể nước bọt và những nốt mụn trên da họ đã làm chúng tôi lây bệnh. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ông không nhìn thấy gì sao? Vết sẹo lớn do mụn đậu để lại ở giác mạc khiến tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng cũng còn may vì không phải bỏ mạng như đồng nghiệp của tôi. Ông ấy là bác sĩ có tâm với bệnh nhân và cuối cùng chết đi cũng vì ý thức của bệnh nhân. Phiền hai người thay tôi đến khám cho quý bà nhà cô gái này. Bà ấy rất nhân hậu nên tôi không muốn gieo mầm bệnh lên bà ấy. Có lẽ tôi không thể tiếp tục hành nghề bác sĩ được nữa. Cô hãy nói lại tình hình với bà chủ như vậy nha. Vâng. Kết quả thăm khám chưa hoàn toàn chính xác, nhưng phần lớn là bà ấy đã bị bệnh. Khổ thân bà ấy quá. Thật không ngờ lòng tốt của bà ấy trên phố lại phải đánh đổi bằng một cơn bão bệnh sắp xảy ra. Cầu mong vài ngày tới, khi chúng ta quay trở lại, bà ấy đã khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi cũng vậy. Hôm nay toàn gặp chuyện đau lòng. Quý bà này và những bác sĩ kia đều bị lây khi muốn cứu giúp những người đã mắc bệnh. Số lượng bác sĩ đến thời điểm này rất ít. Vì thế, chúng ta cần phải tìm cách để bảo vệ bản thân trước khi muốn cứu chữa hay giúp đỡ người khác. Anh nói đúng. Có rất nhiều người bị lây từ bệnh nhân. Cần có một biện pháp nào đó để bảo hộ bác sĩ khỏi nhiễm bệnh. Ông mau về đi, tôi có bệnh đâu mà ông phải tới chữa chứ. Ông muốn trù ẻo tôi chết sớm hay sao? Tôi không phải là bác sĩ, tôi đâu có mặc bộ đồ quý tộc đâu. Ông còn chối hả? Tối hôm qua, ông không chữa được cho hàng xóm nhà tôi. Cô ấy đã qua đời. Ông vì ấy nấy nên nâng ná lại đây chăng? Con người đang phải chịu sự trừng phạt của đấng siêu nhiên. Phen này sống được hay không á là do phúc phần của mỗi người. Các bác sĩ đừng làm những việc đi ngược với lẽ tự nhiên nữa. Không có nói nhiều, mau đuổi lão ta đi đi. Họ đánh bằng cây gậy như vậy, ít ra cũng hạn chế tiếp xúc da với bác sĩ. Không như ông bác sĩ đen đuổi mà chúng ta vừa gặp. Ý cô là sao? Tôi đang nghĩ, khi bệnh nhân nổi đóa lên, đánh tới tấp vào ông bác sĩ mù ban sáng. Những người bệnh tuyệt vọng, họ đâu hiểu, trong những giọt nước li ti bắn ra từ miệng họ, rồi những nốt mụn trên tay họ, có đến hàng tỷ virus, làm đối phương sống dở chết dở. Cảm ơn cô. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nè, anh đợi tôi với. Hai người làm sao vậy? Trưa nắng nóng thế này lại mặc áo mưa đi khám bệnh sao? Anh định mặc nó đến bao giờ? Mới đi có một đoạn mà mồ hôi đã chảy thành cả dòng sông rồi này. Đây là sáng kiến của Charlie Delomer. Anh ấy bảo mặc áo mưa sẽ hạn chế bị nước bọt bắn và những tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Nhưng tôi phải bỏ ra thôi. Trước khi tôi tự bảo hộ mình thì tôi sẽ chết vì nóng rồi. Cô kệ đi, tôi hiểu tính cách của Charlie Delomi mà. Hôm nay ý tưởng áo mưa thất bại, ngày mai có thể cậu ấy sẽ kiếm được ở đâu đấy cái áo giáp thật nặng để tiếp tục phòng ngừa cũng nên. Mỗi khi nghĩ ra cái gì á, cậu ấy sẽ làm đến cùng. Đi khám bệnh mà như đi đánh trận vậy. Tôi sẽ quyết tâm tìm ra một bộ trang phục bảo hộ an toàn cho tất cả chúng ta. Với đậu mùa, bác sĩ không thể chữa khỏi cho mọi người. Chúng ta chỉ có thể trấn an và động viên tinh thần họ. Lúc này, việc trấn an để họ nghe lời quan trọng hơn việc đối phó với việc nổi đóa của họ như thế nào. Chúng tôi phải đi thăm bệnh đã. Gặp lại anh sau ạ. Chào hai người, chúc hai người bình an nha. Đúng vậy, phải tìm cách đánh vào tinh thần thì mình mới thắng được trong phát minh này.
tôi vừa làm ra bộ trang phục này. Chúng ta sẽ thử đồng loạt cosplay chim ưng và đi ra phố xem sao. Nếu như ai cũng sợ hãi thì có thể xem phương án này đã thành công. Bác sĩ Charlie Delomer, tôi không hiểu gì cả. Khi tôi còn nhỏ, từng được bà nội nói những con chim đã mang bệnh tật đến cho con người. Vậy nên tối trời là phải đóng cửa lại, trẻ con phải đi ngủ sớm và đắp chăn cho ấm. Nếu không sẽ bị đàn chim bay vào truyền cái lạnh làm cho mình bị cảm. Câu chuyện này tôi cũng được nghe. Tôi cũng nghe rồi. Vậy nên nếu mặc bộ đồ này, người bệnh sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Ai mà chẳng sợ chim truyền bệnh cơ chứ. Đấy là cách mà chúng ta đánh vào tâm lý người bệnh. Đúng là như vậy. Để thử nghiệm tính khả thi của bộ trang phục này, mọi người hãy mặc vào rồi cùng tôi ra phố đi. Chạy mau đi, bầy chim mang dịch bệnh đã tới kìa. Thượng đế bắt đầu nổi giận rồi đấy. Hình như là người chết vì mầm bệnh từ đàn chim. Họ quay lại nhất định để mang chúng ta đi. Chạy đi. Quả nhiên là vậy. Nhưng chúng ta đi chữa bệnh với diện mạo này thật sao? Nó có tác dụng thì nên sử dụng mà. Ít nhất họ không đuổi đánh mà hợp tác cùng chúng ta. Anh Charlie Delomer, tôi cảm thấy đeo chiếc khẩu trang này thật sự không ổn. Đúng vậy, phần mỏ quá to và nặng rất đau tai. Cứ thế này lâu hơn, tai của tôi sẽ đứt ra mất. Tôi sẽ suy nghĩ cách cải tiến nó. Người mắc bệnh này ở giai đoạn cuối thường bị lở loét da, có mùi khó chịu. Duy chỉ ngửi những mùi đó thôi, tôi đã đủ say sẩm mặt mày rồi. Liệu có cách nào giải quyết vấn đề này không hả, Charlie Delomi? Tôi là bác sĩ, xin mở cửa cho tôi. Ngài là thần chết sao? Xin ngài, đừng mang chồng tôi đi. Không bà ơi, cháu chính là sứ giả của sự sống. Khi cháu mặc bộ trang phục hình chim, thì mầm bệnh từ bệnh nhân sẽ nhảy sang bộ quần áo này. Bà hãy yên tâm tuân thủ lời cháu, cháu sẽ chữa cho ông nhà khỏi bệnh. Từ mai, mỗi người hãy mang theo một chiếc gậy dài, xem như cánh tay của bác sĩ. Dịch bệnh, người nằm đầy đường. Dùng cách này, bác sĩ vẫn có thể kiểm tra người nào còn sống, người nào đã chết, mà không cần đụng tay vào họ. Dạ, cảm ơn bà. Nhưng trên găng tay và bộ đồ này đã được bôi sáp không thấm nước. Chúng cháu sẽ không sao đâu ạ. Cẩn thận hơn vẫn tốt hơn mà. Cảm ơn hai người. Tôi đã nghĩ sẽ không còn bác sĩ nào đến khám bệnh cho chồng tôi nữa đây. Nếu vậy thì ta thử để bên trong có nhiều màng và thảo dược để lọc không khí kỹ càng hơn xem sao. Sáng kiến hay đấy. Như vậy sẽ giảm cảm giác khó chịu. Còn việc bớt hít vi khuẩn, chúng ta thử để vào trong đó vài loại thảo dược, rồi ngăn từng lớp màng nhỏ phía trong chiếc mũi chim này để lọc không khí xem sao. Ý tưởng tuyệt vời quá à. Điểm này cháu sẽ làm cho mọi người. Cuối cùng, nhờ phát minh ra bộ trang phục mặt nạ mỏ chim của Charlie Delomer, các bác sĩ thời kỳ đó được bảo hộ an toàn. Họ toàn tâm toàn ý cho việc chữa trị và đẩy lùi dịch bệnh. Và bộ trang phục hệt như những sứ giả của thần chết vô tình trở thành ý tưởng độc đáo cho các bộ phim kinh dị và vẫn được dùng trong mùa lễ hội Halloween đến tận ngày nay. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật tại Pháp năm 1619 về Charlie Delomer, người chế tạo thành công trang phục bảo vệ các bác sĩ trong dịch đậu mùa. Bộ trang phục ngày nay vẫn được ứng dụng trong các lễ hội hóa trang hàng năm. Mũ bảo hiểm ra đời như thế nào? Bác sĩ à, chồng của tôi sao rồi ạ? Hiện anh ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nằm viện một thời gian để theo dõi, vì thần đầu va chạm trực tiếp xuống nền đất.
Lạy Chúa, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn trang phục của anh ta, tôi đoán anh ta là một tay đua xe mô tô phải không? Dạ vâng, thưa bác sĩ. Anh ấy đang đua trên đường đua Rocklands thì xảy ra tai nạn đó ạ. Lại là đường đua Rocklands. Tôi nhớ không nhầm thì đây là ca thứ 40 bị chấn thương đầu đến từ đường đua đó trong vòng một tuần nay đấy. Bác sĩ Eric Gardner, lại một ca cấp cứu bị chấn thương đầu đến từ Rocklands. Bác sĩ mau qua phòng 112 đi. Được rồi, tôi qua luôn đây. Xin lỗi nha, để cậu phải đợi lâu rồi. Không sao, cậu ngồi đi. Ngày mai cậu có bận gì không? Đến Rockland xem đua xe đi. Ngày mai có giải đấu mới đó. Lại là Rockland à? Gần đây tớ hơi bị dị ứng với cái tên này. Cậu biết không, hầu hết số bệnh nhân của tớ đến từ Rockland mà ra đấy. Nghĩa là sao? Thì họ đều là những vận động viên đua xe chứ sao. Hôm nay cũng vì cấp cứu cho một người bị chấn thương ở đầu nên tớ mới đến trễ như này đấy. À, ra là vậy. Nhưng họ đua với tốc độ cao như thế, xảy ra thương vong cũng là điều dễ hiểu. Biết làm sao được, họ đã chọn nghề đó thì phải mạo hiểm và chấp nhận đánh đổi thôi. Nhưng đứng trên phương diện là một bác sĩ, tớ không muốn có quá nhiều người bị thương như vậy, nhất là ở phần đầu. Chỉ trong một tuần nay thôi mà số lượng người bị thương đã tăng lên rất nhiều. Sắp vào mùa thi đấu, tớ sợ con số sẽ tiếp tục tăng nữa. Nhưng chúng ta đâu thể làm gì. Họ phải tự bảo vệ cái đầu của mình bằng tay nghề và kỹ năng thôi. Còn lỡ tay trượt bánh thì xem như cái số cậu ơi. Con sò này sao vỏ cứng thế, mãi không cậy ra được. Bảo vệ cái đầu ư? Ý kiến hay đấy. Cậu có ý gì sao? Nếu như các vận động viên khi tham gia thi đấu, họ có dụng cụ bảo vệ phần đầu của mình thì nếu có bị thương cũng sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà bảo vệ bằng cách nào mới được chứ? Trên đầu thì chỉ có đội mũ hoặc quấn khăn thôi. Cậu nói đúng ý tớ đấy. Họ cần một cái mũ đủ cứng để đội lên đầu. Có như thế mới bảo vệ được họ thôi. Cũng như con sò này, được bảo vệ bởi một lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, khiến cậu muốn cạy ra cũng khó. Tớ sẽ nghiên cứu để thiết kế một cái mũ làm từ vỏ sò này. Cậu có muốn làm cùng tớ không? Nhất trí. Cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà. Nào, nâng ly cho một sáng kiến mới. Ừ, vô nào. Liên đoàn ô tô, xe máy. Tớ đã nghiên cứu rồi. Chất liệu mà chúng ta dùng để làm nên chiếc mũ này là vải bạc và vỏ sò. Vải bạc sẽ được may lót bên trong, còn bên ngoài làm từ vỏ sò. Có như thế mới vừa đảm bảo được độ cứng bên ngoài chiếc mũ, vừa tạo được sự êm ái bên trong cho người đội. Cậu thấy sao hả? Được đấy. Hy vọng liên đoàn sẽ chấp nhận thiết kế này. Tớ sẽ chịu trách nhiệm phần sản xuất. Thế thì tốt rồi. Dạ, mời anh Eric Ratner vào trong gặp chủ tịch liên đoàn ạ. Thiết kế của cậu xem ra rất ổn. Cảm ơn ông. Cậu có thể tùy ý sản xuất, nhưng đề xuất bắt buộc đổi chiếc mũ này với vận động viên tham gia đua xe thì tôi xin được phép từ chối. Sao cơ? Từ chối ạ? Rõ ràng ông cũng thấy gần đây những vụ tai nạn chấn thương ở đầu diễn ra thường xuyên hơn với các vận động viên mà. Tại sao lại không cho họ sử dụng phương pháp bảo vệ như một hình thức bắt buộc chứ? Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng rất tiếc chúng tôi không thể đưa điều này vào trong luật bắt buộc được. Nó sẽ gây vướng víu đối với người dùng và sẽ giảm hiệu quả trận đua. Tôi rất tiếc. Tớ không hiểu tại sao ông ta lại từ chối một chuyện tốt đẹp như thế này cơ chứ. Có lẽ ông ta chưa hình dung ra được lợi ích mà chiếc mũ của cậu mang lại, nên không muốn làm theo thôi. Cậu định làm gì? Tháng sau sẽ diễn ra một cuộc đua lớn ở đảo Man. Cậu cứ tiến hành để kịp số lượng mũ đem đi, vì chúng ta sẽ phải đi xa một chuyến.
Chỉ ít phút nữa thôi là cuộc đua sẽ diễn ra. Đề nghị các tay đua trở về vị trí xuất phát của mình. Khoan đã. Tôi có điều cần nói. Hai người kia lại sao lại chen ngang vào cuộc thi thế này chứ? Họ đội cái gì trên đầu trông kỳ quái vậy? Các anh là ai? Chúng tôi là những người quan tâm và lo lắng cho những vận động viên ở đây thôi. Biết họ sắp bước vào một cuộc đua nên chúng tôi mang đến cho họ những chiếc mũ bảo vệ. Đội mũ này vào, đầu của các anh sẽ không bị nguy hiểm nếu lỡ như các anh lệch bánh khỏi đường đua. Ở đây có 94 chiếc mũ, đủ cho tất cả các vận động viên đấy. Ôi trời ơi, sao tự nhiên phải đội mũ làm gì cho vướng víu? Mũ che hết tầm nhìn của chúng tôi thì sao? Phải đấy, chúng tôi không đội đâu. Chiếc mũ này không hề gây khó chịu như mọi người nghĩ đâu. Tôi đã thiết kế nó ôm sát quanh đầu với chất liệu làm từ vỏ sò nên rất cứng cáp và chắc chắn, đảm bảo dù có va đập mạnh thì phần đầu bên trong của mọi người vẫn được bảo vệ. Hơn nữa, mặt trong mũ được lót vải bạc nên đội vào rất êm ái. Mũ có để thoáng phần mắt nhìn nên không hề che mắt đâu. Mọi người cũng biết là gần đây tai nạn xảy ra rất nhiều trên các đường đua, và chấn thương vùng đầu là chuyện nguy hiểm. Hãy bảo vệ mình bằng cách đội chiếc mũ này đi. Ơi trời ơi, tôi vẫn đua suốt mà, có sao đâu. Tôi chẳng đội đâu. Nhỡ lại giảm tốc độ thì sao? Ừ, tôi cũng không đội đâu. Ờ, kìa mọi người, hãy đội nó đi mà. Xin lỗi anh, chúng tôi phải bắt đầu cuộc đua rồi. Xin các anh hãy nghĩ về gia đình và người thân của mình. Bảo vệ cho bản thân là cách tốt nhất để họ được yên lòng. Tôi thấy anh rất nhiệt tình. Anh có thể cho tôi một chiếc đội không? Được chứ. Thuyết phục mãi cũng chỉ có vài người chịu đội mũ. Xem ra kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn rồi. Thôi nào, đừng có nản chí. Có người đội thì sao gọi là thất bại được. Vẫn còn nhiều cuộc đua. Ngày mai chúng ta sẽ thuyết phục họ. Đến khi nào họ đồng ý mới thôi. Cảm ơn cậu. Giờ thì chúng ta nghỉ thôi. Mai rồi tính tiếp. Ừ. Sao cơ? Đề xuất của tôi đã được liên đoàn xem xét đồng ý và cho thử nghiệm trong cuộc đua tiếp theo ư? Vâng vâng, tôi sẽ chuẩn bị gấp 100 cái mũ ạ. Yeah. Liên đoàn ô tô xe máy. Cảm ơn ông vì sự hợp tác này. Cậu như vào mũ đúng hẹn nha. Chỉ còn 20 ngày nữa thôi là cuộc đua bắt đầu rồi. Chủ tịch yên tâm, nhưng tôi tò mò một chút, tại sao ông lại thay đổi quyết định nhanh vậy ạ? Không giấu gì cậu, trong cuộc đua ở đảo Man hôm trước, đã có hai vận động viên va chạm với nhau dẫn đến tai nạn. Một người trong số họ đã tử vong do bị chấn thương não, người kia may mắn an toàn. Và người an toàn đó là người đã dùng mũ bảo vệ của cậu. Có chuyện đó thật sao? Thật đáng tiếc, giá như người kia cũng đội mũ của tôi thì chắc chắn anh ta đã không bị thương nặng đến thế rồi. Chính vì vậy, tôi bắt đầu nhận ra công dụng của chiếc mũ đó, nên quyết định cho thử nghiệm vào cuộc đua tiếp theo. Hy vọng nó sẽ có kết quả tốt. Chắc chắn là thế rồi. Đội chiếc mũ đó tôi đảm bảo sẽ không có ai bị chấn thương não. À, phải rồi. Tôi sẽ gọi nó là mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm. Năm đó, Eric Gardner nhận được một bức thư cho biết không có trường hợp va chạm nào được ghi lại trong cuộc đua. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của bác sĩ Eric Gardner tại Thụy Điển, người đã thiết kế và cho ra đời chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên vào những năm đầu thế kỷ 20. Vào cuối những năm 1950, mũ bảo hiểm full face đã trở thành một điều cần thiết cho người đi đua trong tất cả các hình thức đua. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.